Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chủ trì để nghe Công ty Cổ phần Vườn Thời đại Việt Nam báo cáo đề xuất một số nội dung nhà đầu tư đang quan tâm, chia sẻ cùng với tỉnh trong thời gian tới. Một trong những nội dung đáng chú ý là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đồng ý giao Công ty Cổ phần Vườn Thời đại Việt Nam phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị địa phương liên quan thực hiện hỗ trợ ý tưởng quy hoạch tổng thể khu vực phía Nam thành phố Đông Hà đến Hồ Ái Tử, huyện Triệu Phong với quy mô nghiên cứu khoảng 4.000 ha. Trong đó nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức di dời để chuyển khu công nghiệp Nam Đông Hà ra khỏi thành phố trong thời gian tới.